Sáng ngày thứ ba trong hành trình chiêm bái Phật tích, đoàn ghé thăm tịnh xá Kỳ Viên, là một trong những ngôi tịnh xá nổi tiếng vào thời Đức Phật, được nhắc nhiều trong kinh sách. Tên của thành này có nhiều bản kinh Phật giáo Đại Thừa như Kinh A Di Đà, Kinh Vu Lan Bồn. Tại nơi đây, Đức Phật đã thuyết nhiều bản pháp rất quan trọng. Bây giờ, khi đến nơi đây, chẳng ai còn thấy gì về dáng vóc của một kinh thành quy nga, trụ phú. Tuy nhiên, nhờ vào nền gạch cũ của các tu viện Phật giáo nổi tiếng trong thành Xá Vệ, nhiều nhà khảo cổ học cho rằng đây đã từng là một kinh thành lớn thời xa xưa. Lịch sử hình thành ngôi tịnh xá gắn liền với vị trưởng giả đầy nhiệt tâm cấp cô độc đã trở thành một câu chuyện huyền thoại khiến nhiều người biết đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Chư Tôn Đức, thưa quý Phật tử, như lúc nãy trên xe chúng tôi đã thuyết trình sơ lược qua về thánh tích nơi Kỳ Viên tỉnh xá, và giờ này chúng tôi chỉ nhắc sơ lược lại chính nơi vị trí chúng ta đang an tọa. Đây là hương thất của Đức Phật. Trong thời Đức Phật còn tại thế thì 24 mùa an cư kiết hạ, Đức Phật đã lưu trú nơi vị trí này. Và trong khuôn viên này, chúng ta thấy ở phía bên tay trái chúng tôi đang chỉ, đây là những dãy phòng của chư tăng trong thời Đức Phật. Và phía trước mặt của chúng tôi đang đứng, một chút xíu nữa chúng ta sẽ đi đến, đó là giếng nước mà năm xưa Đức Phật và chư tăng đã dùng nước tại giếng nước này. Và trong khuôn viên này thì do cấp cô độc đã phát tâm cúng dường vườn cây, do Thái tử Kỳ Đà đã phát tâm cúng dường. Trong khuôn viên này thì gồm có hai cổng chính. Một cổng chúng ta vừa vào, đó là cổng Bắc. Và một chút xíu nữa chúng ta sẽ đi hướng về hướng này, đó là cửa cổng Hương Đông. Và tại nơi đó sẽ có cội cây Bồ Đề mà hồi nãy chúng tôi đã giới thiệu, đó là cội cây Bồ Đề của Ngài A Nan. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến tịnh thất của Ngài Sư Lý. Trong khuôn viên này thì chúng tôi sẽ thuyết trình sau. Ngày nay toàn cảnh tỉnh xá là một khu vườn rộng lớn có nhiều cây xanh. Ngoài những nền gạch còn lại, hầu hết được trồng cỏ và được cắt xén cẩn thận. Trên nền gạch đó, các nhà khảo cổ đã xác định đâu là vị trí hương thất của Đức Phật, đâu là thiền đường, chỗ ở của tăng chúng. Và trên lối vào tỉnh xá có một cây Bồ Đề được cho là do Tôn giả A Nan trồng. Câu chuyện Tôn giả A Nan trồng cây Bồ Đề này được đề cập trong Pushpavaliya, một tác phẩm cổ của Sri Lanka. Tuy không được xanh tốt như cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng cây Bồ Đề ở đây vẫn luôn giữ được sắc thái hùng vĩ, oai nghiêm, vượt cao lên trên những cây xung quanh nó. Diễm phúc thay, ngày hôm nay đây, chúng tôi được tận mắt chiêm ngưỡng cây Bồ Đề A Nan này, được quỳ trong tĩnh lặng. Ngoài cội Bồ Đề A Nan, các Phật tử đến đây cũng thường viếng thăm Ngài ở hương thất này. Những gì chúng ta còn có thể nhìn thấy là nền gạch của hương thất được trùng tu.
Đây cũng được xem là trung tâm của tỉnh xá Kỳ Viên, là nơi thiêng liêng nhất. Cảm tưởng như tăng đoàn và Đức Phật hãy còn đây. Trên nền đất gạch cũ nâu thẫm ấy, chúng tôi nhìn thấy chư tăng của nhiều quốc gia đang tham thiền, tụng kinh, niệm Phật. Không khí nơi đây thật trầm mặc và tĩnh tại. Cách cây Bồ Đề không xa có hương thất của Ngài Sivali. Sivali là tên của vị thánh tăng trong thời Đức Phật còn tại thế, có ý nghĩa là dập tắt mọi nóng nảy, lo sợ của những người thân yêu, đem lại sự mát mẻ, an vui cho mọi chúng sanh. Nhờ vào tiền kiếp của Ngài Sivali có công hạnh cúng dường chư Phật và chư Tăng, nên đời nay nhận được phước báo cúng dường của chư Thiên và mọi người. Xem Ngài Sivali như là vị mang lại phước lộc dồi dào. Đã 25 thế kỷ trôi qua, nơi đây chỉ còn là những nền gạch cũ yên lặng bao trùm khu thánh địa. Nhưng chúng tôi vẫn đang cảm nhận được luồng từ trường thiêng liêng lan tỏa rộng khắp nơi tỉnh xá Kỳ Viên này. Cách tỉnh xá Kỳ Viên chừng 2 cây số là tháp Ngài Vô Não. Dù đã bị đổ nát nhưng nền tháp vẫn còn rất cao. Theo sự thuyết minh của thầy Minh Trí thì chàng Ương Quật Ma La trước kia vì nghe theo tà sư nên quý chí chặt đủ 1000 ngón tay để kết thành tràng hạt. Khi đã chặt được 999 ngón thì tiếng dữ đồn xa nên ai cũng tìm cách tránh. Vì thế mà không thể nào chàng ta tìm đâu cho ra ngón tay thứ 1000. Bữa nọ quyết định chặt ngón tay của mẹ cho đủ số 1000. May mắn lúc ấy chàng gặp Đức Phật nên liền bỏ ý định chặt ngón tay của mẹ mà quay sang quý chí đuổi theo Đức Phật. Tuy Đức Phật đi từng bước khoan thai mà chàng vẫn không sao đuổi kịp, nên chàng quát: "Này ông Cồ Đàm, ông hãy dừng lại." Đức Phật ôn tồn đáp: "Ta đã dừng lại từ lâu, tại ngươi chưa chịu dừng lại đó thôi." Khi ấy, chàng lấy làm thắc mắc, hỏi nguyên cớ gì Đức Phật vẫn đi nhanh mà lại bảo là đã dừng. Đức Phật nhân đó thuyết một thời pháp làm chàng tỉnh ngộ, quỳ trước Phật xin sám hối và được Phật hóa độ. Yeah.
Bên cạnh nền tháp vô não là nền tháp của ông cấp cô độc Anathapindika, một vị đại thí chủ đã hết lòng vì đạo pháp. Kính thưa quý Phật tử, nơi đây là nền nhà năm xưa của ngài cấp cô độc, là một vị cư sĩ nam Phật tử đã phát tâm cúng dường kỳ viên tịnh xá. Thì nơi đây vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, ngài pháp hiển từ Trung Hoa sang đến nơi xứ Ấn, thì đến kỳ viên tịnh xá. Thì trong sử ký, ngài pháp hiển ghi lại từ nền nhà của ngài cấp cô độc đi khoảng 1.200 bước sẽ đến kỳ viên tịnh xá. Thì những sử liệu đó sau này các nhà khảo cổ đã dựa trên cái sử liệu đó tính từ điểm kỳ viên tịnh xá và đã khai quật được nền nhà năm xưa của ngài cấp cô độc mà do vua A Dục đã xây dựng. Và bên cạnh, ở bên đây là ngôi tháp để tưởng niệm ngài vô não. Thì ngài vô não là một vị trong thời Đức Phật, trước khi đi xuất gia đã tin theo một vị thầy đã giết 999 người, còn một người cuối cùng thì tìm không có người nào để giết được, và sau đó dự định giết người mẹ, và Đức Phật đã đến độ ngài vô não. Và sau này là xuất gia xong thì tu hành một thời gian ngắn đã chứng quả vị thánh A-la-hán. Do sự kiện đó, trong thời Đức Phật, Đức Phật đã độ những người cướp, những người giai cấp thấp hay những người làm kỹ nữ như Liên Hoa Sắc. Thì bởi vậy, trong tăng đoàn, trong thời Đức Phật đã độ vô số người, và những thành phần xấu nhất trong xã hội đều có thể được Đức Phật độ và chứng thành quả vị thánh A-la-hán. Thế nên sau này vua A Dục đã xây tháp cạnh nền nhà của ngài cấp cô độc để tưởng niệm tôn thờ một vị thánh trong thời Đức Phật. Ngài đã đem hết những gì mình có ra cúng dường lên ngôi Tam Bảo, đến độ trở nên nghèo nàn mà ngài vẫn an nhiên tự tại. Quả là một tấm gương sáng ngời đáng cho hàng Phật tử tại gia chúng ta kính ngưỡng và noi theo. Mỗi buổi sáng xuất hành, đoàn có thời khóa tụng kinh trên xe, không chỉ làm lợi ích cho riêng cá nhân, cầu bình an cho đoàn, mà còn đem lợi ích cho cả chúng sanh trong khắp pháp giới với một ngày mới tốt lành.
Trưa hôm nay, đoàn chúng tôi rời thành Xá Vệ để tiến thẳng về Nepal. Ở mỗi nơi chúng tôi đã đi qua đều mang một điểm thú vị riêng và hiếm có. Với chúng tôi, đó còn là nét văn hóa đặc trưng, một hình ảnh khó phai trong chuyến hành hương này. Đoạn đường từ thành Xá Vệ đến Nepal khá xa, đường lại nhỏ và ổ gà khá nhiều. Do đó phải mất 8 giờ đồng hồ, chúng tôi mới đến được cửa khẩu Nepal. Tại nơi đây, chúng tôi bắt gặp hình ảnh nhộn nhịp của người dân buôn bán trên lề đường. Những sạp hàng bình dị, những góc chợ nhỏ ồn ào. Không cửa hàng, không biển hiệu khang trang. Họ thường xuyên phải đối mặt với mưa nắng. Mỗi người, mỗi việc, dù khó nhọc, nhưng trong ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm hy vọng tươi sáng vào cuộc sống. Đoàn đi đến Vương Thành Ca Tỳ La Vệ, một nơi quen thuộc trong trí tưởng tượng của người con Phật, mà khi nghĩ đến, chúng ta cảm thấy bồi hồi xúc động, nồng nao khó tả. Một kinh thành trụ phú, xa hoa tráng lệ, nơi mà Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra và lớn lên trong nhung gấm lụa là, trong tình yêu thương tuyệt đối của hoàng thân quốc thích, tràn ngập niềm hạnh phúc với vợ đẹp con xinh, sự kính trọng của toàn thể bộ tộc Thích Ca, sự hy vọng và ngưỡng mộ của toàn dân kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Để rồi, từ những thái cực của cuộc đời, nghèo giàu, khổ đau và hạnh phúc, sự sống mong manh, cái chết vô thường đã dẫn đến cuộc ra đi vĩ đại. Cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu, cuộc ra đi làm nên trang sử vàng, chính là sự có mặt của một đạo Phật cứu khổ ban vui, vì lợi ích cho vạn loại hữu tình trên hành tinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch quý thầy, quý cô, quý Phật tử. Và giờ này chúng ta đang ở hiện diện nơi cung thành Ca Tỳ La Vệ năm xưa mà Thái tử Siddhartha đã từng lưu trú ở nơi Ca Tỳ La Vệ này. Theo nguồn sử của Bắc truyền thì Thái tử ở nơi đây đến 19 tuổi vượt thành xuất gia, và nguồn sử của Nam truyền thì Thái tử 29 tuổi vượt thành xuất gia. Cái cổng Tây là cái cổng mà chúng ta vừa rồi từ nơi xe chúng ta bước xuống, và chính cổng nơi đây là cổng Đông, là cổng Thái tử vào lúc nửa đêm vượt thành xuất gia cùng với Sa Nạc ngồi lên con ngựa kiền trắc vượt thành xuất gia về hướng này. Đến dòng sông Anuma, Thái tử cắt mái tóc xanh gửi lại cho Sa Nạc mang về lại vua Tịnh Phạn, và khi con ngựa trở về đã đứng ở khu vực nơi đó. Chút xíu nữa chúng ta sẽ tới nhịn ăn và chết nơi đó. Sau này Hoa Dục đã đánh dấu nơi đó một ngôi tháp. Và chút xíu nữa chúng ta sẽ đi rẽ về hướng này, sẽ tìm thấy hai ngôi mộ của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Thì chính nơi đây Thái tử trong suốt thời gian cư trú nơi này thì sống trong cung vàng điện ngọc nhưng không có thấy được hạnh phúc. Thì nhân dịp vượt thành đi ra dã ngoại bên ngoài, nhìn thấy cảnh già bệnh chết và một vị đạo sĩ, thế nên về lại trong cung, Thái tử đã xin vua Tịnh Phạn xuất gia, nhưng vua Tịnh Phạn đã không cho. Vào lúc nửa đêm thì Thái tử đã vượt thành xuất gia. Ngày hôm nay đoàn chúng ta đến đây, chúng ta ôn lại lịch sử và biết được năm xưa nơi đây Thái tử đã từng cư trú. Đức Phật dạy rằng người bị ràng buộc
bởi sắc đẹp vợ con nhà cửa còn quá hơn lao ngục. Lao ngục còn có ngày thoát ra được, nhưng đối với vợ con không có một ý niệm xa lìa. Dẫu nơi tai họa, nơi miệng hùm, lòng cũng đành cam chịu, vì đắm mình nơi lề lội gọi là phàm phu. Nếu thấu suốt được cội nguồn đau khổ đó là ái tình, thì trở thành bậc xuất trần thượng sĩ. Ngày hôm nay chúng ta đến đây, thì quý Phật tử, mình là người đệ tử Phật, mình chiêm nghiệm lại coi trong cuộc đời của mình, mình còn bám víu những gì, mình còn bị ràng buộc những gì, thì trở về lại trụ xứ sau chuyến đi này, quý Phật tử nên buông bỏ những gì mình cần buông bỏ để mình có an lạc trong cuộc sống. Mô Phật chúc quý Phật tử nhiều pháp lạc. Một kinh thành chứa đầy kỷ niệm, một kinh thành không thể tách rời Phật giáo, một kinh thành không chỉ là quê hương Đức Phật mà còn là quê hương của người con Phật, quê hương của tất cả chúng ta. Đối mặt sau của cổng thành phía tây khoảng hơn 1 km là cửa thành Đông, nơi mà Thái tử Tất Đạt Đa đã rời bỏ kinh thành đi tìm đạo giải thoát. Chúng tôi không thể ngờ rằng hai ngôi mộ của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mai Gia vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay ở góc phía tây bắc của di tích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý cô, quý Phật tử, vị trí này là nơi đánh dấu hai ngôi tháp đã tôn thờ sau khi vua Tịnh Phạn cũng như hoàng hậu Ba Gia qua đời. Thì ngôi tháp lớn đó là tôn thờ vua Tịnh Phạn, còn ngôi tháp nhỏ tôn thờ hoàng hậu Ma Gia, tức là mẹ của Đức Phật. Ngày hôm nay chúng ta đã là người đệ tử của Đức Phật, chúng ta tôn trọng Đức Phật như là một người cha đã hướng dẫn cho chúng ta trên con bước đường tu học. Ngày hôm nay chúng ta trở về lại Ca Tỳ La Vệ, là nơi năm xưa Thái tử đã từng cư trú nơi đây. Và vào giờ này chúng ta đối trước hai ngôi mộ của vua cũng như hoàng hậu, thì chúng ta tưởng nhớ nhờ công đức của hai vị này mà có được một Đức Phật. Chúng ta xem Đức Phật là người cha, thì vua Tịnh Phạn cũng như ông nội và hoàng hậu Ma Gia cũng như bà nội. Ngày hôm nay chúng ta đối trước hai ngôi tháp, xin thỉnh đại chúng chúng ta chắp tay niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư theo sự hướng dẫn của quý thầy, cùng thỉnh thầy Nhuận Bi làm sướng lễ. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người dân cho biết rằng ngôi mộ lớn là của vua Tịnh Phạn
và ngôi mộ nhỏ là của Hoàng hậu Maya. Xa xa cách cổng thành đông khoảng 200 mét, có một gò đất được đắp cao lên, được tương truyền rằng địa điểm này chính là chỗ mà con Tuấn Mã Kiện Trắc đã đứng và chết tại đó sau khi từ giả thái tử trở về lại kinh thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch quý thầy, quý cô, thưa quý Phật tử. Chính nơi đây đánh dấu nơi con ngựa Kiện Trắc đã chở thái tử vượt thành xuất gia. Sau khi trở về thì ngựa nhớ đến thái tử và đứng tại vị trí này nhìn ăn, nhìn uống, đã chết nơi vị trí này. Thì sau này mọi người đánh dấu nơi đây là nơi con ngựa, nhờ con ngựa mà thái tử vượt thành xuất gia một cách dễ dàng. Thế nên sau này mọi người đã xây một ngôi tháp nơi đây đánh dấu để tưởng nhớ. Ngày hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta ôn lại lịch sử, thì đối trước ngôi mộ của ngựa Kiện Trắc thì chúng ta cũng thầm cảm ơn con ngựa Kiện Trắc đã giúp thái tử vượt thành xuất gia một cách dễ dàng, để sau này và bây giờ chúng ta có một Đức Phật để chúng ta nương tựa, chúng ta theo dấu chân của Ngài cũng như tư tưởng của Ngài, chúng ta tu học giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nigali Hakwa là tên một ngôi làng nhỏ. Đây là nơi ghi dấu chỗ ra đời của Đức Phật quá khứ Câu Na Hàm Mâu Ni. Vào năm 1899, người ta đào thấy ở đây một trụ đá bị gãy đôi của vua A Dục. Phần trên dài gần 5 mét và phần dưới dài gần 1 mét nằm trên mặt đất. Phần trên của trụ đá có ghi hàng chữ Tây Tạng với câu chú Om Mani Padme Hum, và trên dòng chữ này có khắc hình hai con công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch quý thầy, quý cô, kính thưa quý Phật tử, nơi đây là nơi vua A Dục vào thế kỷ thứ 3 đã khắc tàn trụ đá để đánh dấu nơi đây là nơi Đức Phật quá khứ, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thì hiện đản sanh nơi đây, vị trí này. Thì trong lịch sử, khi Đức Thế Tôn trở về lại Ca Tỳ La Vệ, Đức Thế Tôn đã dạy các hàng đệ tử chính vị trí này là nơi Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là vị Phật quá khứ, là vị thứ 5. Theo lịch sử, trên trái đất này có 7 vị. Thứ nhất, Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Sa Phù, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là vị thứ 5. Vị thứ 6 là Đức Phật Ca Diếp. Vị thứ 7 tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì vị trí này đã đánh dấu nơi Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thì hiện đản sanh sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đến thời kỳ vua A Dục. Thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, vua A Dục đã cho dựng trụ đá này và khắc ghi lại những dòng chữ Brahmin. Đây là những dòng chữ này. Đó là dòng chữ Brahmin. Còn dòng chữ ở trên này là do những người Tây Tạng đã khắc ghi sao. Và thì vào cuối thế kỷ thứ 12, Hồi giáo Trung Đông đến tàn sát thánh tích Phật giáo, thì họ đã dựng gãy trụ đá này, và còn cái phần góc dưới thì còn nằm lại, và phần này người ta chôn vào cái ao ở phía sau này và cho người đào đất lấp phủ kín cái góc của trụ đá này. Đây là nguồn gốc lịch sử. Chúng tôi xin thông báo đến quý Phật tử Liệu Tri. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
đoàn chúng tôi tiếp tục đi thăm viếng thành Ca Tỳ La Vệ thuộc lãnh thổ Nepal, cách biên giới khoảng 70 km. Cửa thành phía tây chỉ còn sót lại nền gạch cũ cùng với tấm bảng xác định vị trí của các nhà khảo cổ. Đối mặt sau của cổng thành phía tây khoảng hơn 1 cây số là cửa thành phía đông, nơi mà nửa đêm rạng ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, Thái tử Tất Đạt Đa đã âm thầm rời bỏ kinh thành đi tìm đạo giải thoát. Hướng tây nam là vườn cây Nikodà thuộc làng Kudan, nơi vua Tịnh Phạn hội ngộ với Đức Phật sau 13 năm trời xa cách. Tháp cổ nơi ghi dấu Đức Phật làm lễ xuất gia cho ngài La Hầu La.